cả nhà, đây là Nhân Tài Đại Việt, nơi chúng tớ thậm chí còn không thể nấu cơm bằng cách sử dụng nồi cơm điện, không có tivi hay điện thoại thông minh. Chúng tớ chỉ có món quà độc đáo cho fan cuồng mà thôi. Đó là những câu chuyện cảm lạnh, hài hước, vui nhộn, tình cảm, mang tính giải trí. Nếu chúng ta cùng nhau đạt được 1 triệu người đăng ký, chúng tớ sẽ tổ chức một sự kiện dành tặng những món quà có in hình của mình trong Nhân Tài Đại Việt dành cho các bạn. Và đừng quên, mỗi like, mỗi đăng ký mới của các bạn chính là một lần động viên dành cho chúng tớ đấy nhé. Đó cũng là cách chúng tớ thưởng thức sự cống hiến của các bạn. Bây giờ, hãy nhanh tay đăng ký và like để giúp chúng tớ đạt được mục tiêu, có thêm nhiều niềm vui bất ngờ. Trong tháng 1, sẽ có 50 phần quà dành cho các bạn nhanh chân bình luận, chia sẻ, tương tác đều trên kênh nữa đấy. Ngoài ra, ngày 1 tháng 1 năm 2024, chúng tớ sẽ ra mắt Nhân Tài Đại Việt mùa 2 với tiêu đề Đại Náo Kinh Thành. Đội nhân tài chúng tớ gồm Hồng Xiêm, Na, Xoài, Mít Mật sẽ lên kinh thành. Bật mí chút nhé, sẽ được vào ý kiến nhà vua, giúp vua giải quyết các thế lực thù địch trong và ngoài quốc gia. Những vụ án ly kỳ nhiều khi sẽ có sự nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì các bạn, vì các fan, chúng tớ sẽ cố gắng. Hy vọng các bạn ủng hộ chúng tớ đạt được mục tiêu cho đầu năm tới là 1 triệu đăng ký, giúp chúng tớ được lan tỏa đến nhiều bạn khác trên khắp cả nước và thế giới biết đến. Nếu đạt mục tiêu trên, chúng tớ sẽ đưa các bạn đi phiêu lưu vòng quanh thế giới, các thế giới thần bí, vô cùng kỳ diệu. Mỗi tập phim đó chính là sự trưởng thành của chúng tớ. Cảm ơn sự tin yêu của các bạn, yêu các bạn rất nhiều. Nhớ bấm đăng ký kênh và để chuông nhận thông báo nhé mọi người. Con ơi, nhặt cho mẹ thêm ít rau sống, nhanh lên. Dạ vâng ạ. Cô Bẹo ơi, cho tôi xin thêm cái bát con. Bà chủ, cho thêm mấy quả chanh. Dạ vâng vâng, các bác đợi em tí, này đồng khách quá. Mít Mật, cho mẹ mấy quả ớt với mấy quả chanh. Ôi, này đồng khách quá, hôm nào cũng luôn chân luôn tay thế này, thà đi học còn hơn. Được mấy tháng hè nghỉ học thì phải biết phụ giúp cha mẹ việc nhà, lười là không có cái ăn đâu, biết chưa? Con biết rồi, con chỉ nói thế thôi mà. Nhanh cái tay lên, khách đang dục kia kìa. Vâng, tôi gửi tiền bát bún. Dạ, của ông Một Hào ạ. Đây nhá. Vâng, tôi xin. Tôi gửi tiền này. Dạ, của bà Hết Một Hào ạ. Đây nhá. Vâng, tôi xin, chào bà ạ. Cô ơi, tôi trả tiền bát bún. Dạ, của cụ Năm Xu ạ. Đây, tôi gửi cô, cảm ơn cô nhá. Dạ, hôm nào cụ lại ghé quán ạ. Vâng, thôi, tôi đi nhá. Mẹ ơi, sao những người khách khác mẹ lấy Một Hào một bát bún, mà bà cụ kia mẹ chỉ lấy có 5 xu, lại còn cho cụ ấy bao nhiêu thịt nữa? À, nhìn bà cụ ấy khổ quá, nên mẹ chỉ lấy 5 xu thôi, có đáng gì đâu. Đây cũng đâu phải lần đầu đâu, ngày nào con cũng thấy mẹ bớt tiền thêm thịt cho bao nhiêu người. Thế này thì chỉ có lỗ thôi, làm sao đủ tiền cho con đi học. Con còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Thôi, đi rửa chân tay, nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ăn cơm. Cô Bé ơi, còn bún không? Ôi, chào hai cha con, tôi còn. Sau này hai cha con ăn muộn thế? Tôi mới bốc gỗ xong. Nay nhiều gỗ quá nên nghỉ muộn. May quá vẫn còn bún. Cô cho tôi một bát bún với một cái bánh bao nhá. Ô, sao hai người lại ăn có một bát bún thôi à? Tôi gọi bát bún cho cháu, còn tôi ăn bánh bao. Ôi, bác lao động vất vả mà ăn mỗi cái bánh bao thì làm sao có sức? Không sao, sáng tôi ăn cơm no quá, giờ vẫn còn no đây này. Ui dào ơi, bác làm việc cho nhà phú ông thì lấy đâu ra cơm mà ăn được no nê? Người làm nhà ông ta sáng toàn nhịn đói. Thôi, tôi lấy hai bát bún nhá. Ê đừng, tôi không có tiền trả đâu. Mình cháu nó ăn được rồi. Ôi già ơi, tiền tôi cho nợ, có bát bún, đáng bao nhiêu đâu. Thế tôi xin, cảm ơn cô. Nào, bún đây, mời hai cha con. Cô lại cho cha con tôi thêm thịt đấy à? À, tôi sắp đóng quán nghỉ trưa rồi, mà còn bao nhiêu thịt với bún, nên hai cha con ăn hộ tôi, chứ để đến chiều thì thiêu hết. Tôi cảm ơn cô nhá. Cảm ơn cô đi con. Cháu cảm ơn cô ạ.
Cháu ngoan. Bún ngon quá cha ơi. Bún nhà bà Bẹo đúng là ngon nhất vùng này rồi. Cô ơi, cho tôi gửi tiền. Dạ, 2 bát bún là 1 hào. Đây, tôi gửi tiền. Vâng, cảm ơn bác ạ. Chẳng hiểu mẹ làm thế để làm gì. 1 hào 1 bát bún đã là rẻ lắm rồi. Đây lại còn bớt cho bao nhiêu người nữa. Ngày nào cũng thế, chắc sớm sập tiệm mất. Đúng là cái đồ buôn bán không có lương tâm. Làm ăn như rẻ rách, sớm muộn nó cũng bị sập tiệm cho mà xem. Ông có chuyện gì mà ấm mỉ thế? Cụ ông gặp chuyện gì mà tức tối thế? Mà ông chửi ai đấy? Ơn giời cụ Lý đây rồi. Có cụ ở đây, tôi kể luôn cho nóng. Tình hình là quán nhà mụ Bẹo làm ăn vớ vẩn, gian dối, chèn ép khách. Thế à? Thế chèn ép như thế nào? Nãy tôi sang nhà mụ ấy ăn bún, quên không mang tiền, nên bảo đợi tôi về lấy tiền rồi mang sang trả. Thế mà mụ ấy không cho, còn giữ tôi lại. Người làng người xóm, sao mụ ấy lại căng thẳng thế? Chắc tại ông nói mấy lời khó nghe chứ gì. Tôi nói rất bình thường là đợi tôi về lấy tiền trả bà. Thế mà mụ ta bóng gió bảo tôi hay ăn quỵt lươn lẹo. Tôi bực mình quá mới to tiếng chửi mụ ấy một câu. Thế mà mụ ấy tế sống tôi một tràng dài. Đúng là bà Bẹo nóng tính thật. Thì quán bà Bẹo người ta gọi là quán bún chửi con gì. Thế thì ta phải ra tay phát cho mụ ấy chưa? Chưa hết đâu. Mụ ta còn bán hàng lươn lẹo, chém khách. Bát bún của tôi, mụ ấy chém tận 1 hào. Thế mà có bà bán rau với ông đồng nát thì chỉ có 5 xu một bát. Tôi ý kiến thì mụ ấy không nói gì. Thế có cay không? Thì trước giờ tôi vẫn ăn bún nhà mụ ấy 1 hào 1 bát mà. Thấy cũng hợp lý. Đúng, con ăn bà ấy cũng lấy 1 hào. Dạ con cũng thế ạ. Thì thế tôi mới nói là bà ấy lươn lẹo. Bán hàng gì mà giá cả nhập nhằng. Mỗi người tính một kiểu. Mình là người cùng làng, bà ấy tính 1 hào 1 bát. Nhưng mà nhỡ người lạ, mụ ấy thu 3-4 hào 1 bát thì sao ạ? Như thế là làm việc chộp giật. Cũng đúng. Cụ nghĩ mà xem, để cho bà ấy chém khách như thế, có phải là làng mình mang tiếng không? Người ta sẽ chửi cả cái làng này, tức là chửi cụ đấy ạ. Đúng. Cái nhà mụ Bẹo này xưa nay nóng tính đanh hánh rồi, giờ lại còn chém khách nữa, thật không thể chấp nhận được. Để ta tính xem xử phạt mụ ta thế nào. Dạ, cụ nói rất đúng ạ. Chị Bẹo đâu rồi? Dạ cụ Lý, mời cụ vào ăn bún ạ. Nay ta đến không phải để ăn bún. Dạ, vậy chẳng hay cụ đến có việc gì ạ? Ta thấy có người phản ánh nhà chị làm ăn gian dối, bán bún cho khách mỗi người một giá, gây bức xúc cho dân làng. Chắc lại cái lão phú ông đây mà. Khốn nạn! Chị bảo ai khốn nạn ha? Dạ, con không nói cụ. Con nói cái đứa nào mà độc mồm độc miệng báo với cụ như thế ạ? Cụ chỉ cho con vả vỡ mồm nó ra. Nhà con xưa nay có làm ăn gian dối gì đâu cơ chứ. Thôi, đứa nào không quan trọng. Ta đến đây chỉ nhắc nhở nha chị. Bán hàng thì phải bán đúng giá. Thì nhà con vẫn bán đúng giá. Chỉ là những người... Ta chưa nói xong đã nhảy vào mồm ta rồi. Nhà chị là cũng ngoá mồm lắm. Người ta cũng phản ánh cả việc đó nữa đấy. Dạ. Đó, thứ nhất là không được bán mỗi người một giá. Thứ hai là việc chị để dân làng phản ánh xấu như vậy là mang tiếng xấu cho ta không biết quản lý. Chị phải nộp phạt 5 đồng. Lần sau mà còn tái phạm ta sẽ phạt gấp đôi. Dạ sao cụ lại phạt con ạ? Oan cho con quá. Ta phải phạt cho chị nhớ. Nộp nhanh lên ta còn về nhà báo việc. Ui, này cái ngày gì mà đen thế không biết. Bán hàng cho cẩn thận vào. Vớ vẩn là ta dẹp quán đấy, biết chưa? Dạ. Ui giời ơi. Cái lão phú ông cứ nhớ mặt bà đấy. Đi toàn hót với Lý trưởng à. Khổ cái thân tôi không cơ chứ. Đúng là làm phúc phải tội mà. Cụ Lý chào gọi mọi người tới đây. Không biết là có việc gì nhỉ?
Tôi cũng không rõ. Nếu tôi không lầm thì ngày mai là sinh thần của Lý trưởng rồi. Ơi, lại có biến rồi đây. Quả này chắc cụ Lý lại kiếm cớ để bắt mọi người mua quà đấy mà. Còn đừng nói vậy, nhỡ đầu cụ Lý có việc gì gấp thật thì sao? Ôi giáo ơi, tính của cụ Lý con còn lạ gì ạ? Chả cứ đợi mà xem, kiểu gì cụ Lý cũng nghĩ ra trò oái oăm nào đó. Mọi người đã tới đông đủ cả chứ nhỉ? Dạ, chẳng hay hôm nay cụ Lý cho gọi mọi người tới đây là có việc gì vậy ạ? Ta có một việc hết sức hệ trọng. Ngay kia là sinh thần của ta. Ấy, tôi nói có sai đâu. Biết ngay mà. Chắc tôi... Cụ Lý chưa nói xong, ai cho phép các người bàn tán hả? Này, lần sau người có hết thì phải cảnh báo ông trước chứ. Giật hết cả mình. Dạ, con xin lỗi. Cũng tại mấy người đó. Người cứ liệu hôn đấy. Dạ, nhân dịp sinh thần của Lý trưởng, con thay mặt cho mọi người trong làng gửi tới Lý trưởng lời chúc sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Thôi thôi, mấy cái mớ câu chúc xuống đó, ta nghe chán rồi. Giờ ta không muốn nghe các ngươi chúc, mà cần hành động. Cái gì nó thiết thực cơ? Thiết thực à? Bắt đầu vào việc rồi đây. Ta biết vụ này mọi người gặp nhiều khó khăn, thóc lúa thu được chẳng là bao. Dạ đúng vậy thưa cụ Lý. Cảm thông với khó khăn của mọi người, khi mùa vụ thật bát nên ta không bắt dâng quà gì to tát cả, mà chỉ cần một món quà nhỏ nhỏ thôi. Dạ, món quà nhỏ nhỏ đó là món gì ạ? Đó là một con chuột băng vàng, nhỏ nhỏ thôi. Cái gì? Con chuột băng vàng á? Quả thế mà gọi là nhỏ à? Dạ bẩm cụ Lý, cụ xem xét lại chứ. Dân làng chúng con gạo còn không có mà ăn thì lấy đâu ra tiền? Yên tâm, không tốn nhiều tiền của các ngươi đâu. Ta đã tìm hiểu rồi, trên chợ huyện có hàng kim hoàn rất đẹp mà rẻ. Tính ra mỗi nhà chỉ có 3 đồng vào là đủ làm con chuột vàng cho ta thôi. Dạ, 1 đồng bây giờ con cũng không có nổi, nói gì là 3 đồng ạ? Dạ phải đấy, con còn phải lo ăn từng bữa, cụ Lý xem thế nào, miễn cho dân làng con. Ớ hay, sao các ngươi leo nhéo thế nhỉ? Ta đã chiêu cố cho các ngươi, chỉ phải dâng ta một món quà như thế là nhỏ lắm rồi đấy. Không nói nhiều, ngay kia mà không có quà cho ta thì đừng trách. Con thấy cụ Lý hơi quá đáng rồi đấy. Nếu cụ cứ cậy quyền cậy thế, ép chúng con thế này á, có ngày tức nước vỡ bờ đấy ạ. À, các ngươi dọa ta, các ngươi định làm phản hả? Dạ cụ Lý, xin cụ thương tình. Cụ xem, chúng con đã khổ lắm rồi mà cụ còn... Ta không cần biết, có rồi thì các ngươi phản lại ta, chống đối ta đi, xem có sống được cái đất này không. Cụ ơi, cụ bớt giận. Theo con, giờ mà cụ bắt mọi người nộp tiền dâng vàng á, e rằng mọi người ức chế mà báo lên quan thì nguy ạ. Ừ, ta làm căng dọa chung thế thôi, chứ ta cũng đang sợ vậy đây. Còn có cách này để chúng phải tâm phục khẩu phục đóng tiền, cụ xem được không ạ? Cách gì? Nói ta nghe xem nào. Khá lắm. Đúng là từ khi theo hầu ta, ngươi thông minh ra bội phần đấy. Nhất định ta sẽ có thưởng. Nghĩ đi nghĩ lại thì mùa vụ này các ngươi cũng không có dư giả gì nhiều. Ta cũng không làm khó các ngươi. Bởi vậy giờ ta sẽ ra một câu đố. Nếu có người trả lời được, ta sẽ miễn cho việc dâng quà cho ta. Còn không thì các ngươi phải làm chuột vàng cho ta ngay lập tức. Cụ nói thế thì chúng con làm gì có lựa chọn chứ. Thôi thì chơi với cụ vậy, còn có cơ may miễn quà. Thôi thì chúng ta nghe thử câu đố xem sao, biết đâu có cách giải quyết. Thưa cụ Lý, chúng con xin nghe câu đố ạ. Các ngươi nghe cho kỹ đây. Câu đố của ta là từ nào có 9 chữ hát. Từ nào có 9 chữ hát à? Hoàn hảo. Không ổn, mới có 2 chữ hát.
là gì được chứ nhở? Hống hách, hạn hán, hoành hành. Có mà dài bằng mặt, làm gì có từ nào có 9 chữ hát chứ. Phen này, ta có cớ để thu tiền làm chuột vàng rồi. Dạ thưa cụ Lý, có phải là chỉ cần trả lời đúng câu đố của cụ là mọi người được miễn đóng tiền phải không ạ? Đúng vậy, chỉ cần trả lời đúng, cả làng sẽ không phải góp gì cả. Câu trả lời đó coi như là phần quà thú vị nhất dành cho ta rồi. Vậy thì con có câu trả lời rồi ạ. Được, nhưng nhớ rằng ngươi chỉ có quyền đưa ra câu trả lời một lần. Sai là coi như cả làng thua, và hai cha con ngươi phải đóng gấp đôi số tiền đấy. Hồng Xiêm, hay là thôi đi con. Cha cứ tin ở con. Câu đố của cụ là từ nào có 9 chữ hát. Tưởng rằng câu hỏi khó, nhưng lại không khó chút nào. Vì từ có 9 chữ hát là từ chính. Cái gì? Từ chính à? Sao lại có 9 chữ hát được chứ? Thì giờ con tách từ chính thành 9 hát. Thế chẳng phải là từ chính có 9 chữ hát đi thôi. Ờ đúng rồi nhỉ. Hồng Xiêm nói chí phải. À, ngươi định chơi chữ với ta phải không? Ai cho phép ngươi tách ra như thế ha? Thế thì làm gì có nghĩa? Ơ, thế ngay từ đầu cụ Lý chỉ đố con là từ nào có 9 chữ hát, chứ cụ Lý có yêu cầu từ đó phải có nghĩa đâu. Có mọi người ở đây làm chứng cho con ạ. Đúng vậy, chỉ cần tách ra, đâu cần có nghĩa. Ờ thì... Như vậy là con thắng rồi, và dân làng con không phải góp tiền để làm chuột vàng cho cụ Lý rồi phải không ạ? Con đội ơn cụ Lý ạ, chúc cụ Lý sinh thần vui vẻ. Người cứ đợi đấy, con không xong với ông đâu. Ơ kìa, cụ Lý, đi chậm thôi kẻo ngã. Hoan hô Hồng Xiêm. Hoan hô. Vậy là thoát rồi, Hồng Xiêm giỏi lắm. Dạ, không có gì ạ. Thôi cha ơi, con không may áo nữa đâu, tốn tiền lắm. Lâu lắm rồi cha không may áo mới nào cho con. Yên tâm, cha có tiền. Hai cha con Hồng Xiêm đến may áo đấy à? Vâng, tôi muốn may cho Hồng Xiêm một chiếc áo mới. Hồng Xiêm lại đây, để bác đo cho nhá. Vâng ạ. thợ may đâu rồi? Ôi, Phú ông lại định may gì à? Hay là may thêm áo cho Phú bà? Thêm là thêm thế nào? Bà nói cho người biết nhá. Lẽ ra bà nhà ta chỉ may 1-2 bộ là cùng, nhưng nhờ có ta, bà ấy may hẳn 30 bộ. Người quá lãi rồi còn gì. Dạ vâng, cũng nhờ Phú ông sợi lời ạ. Bởi vậy, ngươi phải trả công cho ta. Dạ vâng, vậy để tôi biếu ông mấy hảo, ông uống nước ạ. Mấy hảo là mấy hảo thế nào? Ngươi phải bớt cho ta một nửa số tiền đó. Tiền công của ngươi chỉ xứng đáng được một nửa thôi. Hả? Ôi, một nửa? Như vậy khác nào ông ăn chặn tiền của tôi chứ. À, dám bận ông ạ. Nói cho người biết nhá, Phú ông đây là người có tiếng nói ở cái làng này. Chỉ cần ông lên tiếng thì không ai tới đây may áo của người đâu đấy nhá. Kìa ông, ai lại làm thế? Không phải chuyện của ngươi. Thôi thì thế này, dù sao ông cũng có đỡ lời cho tôi với Phú bà, tôi sẽ đưa ông 1 đồng, được chưa? 1 đồng là 1 đồng thế nào? Phải là 10 đồng, một nửa số tiền ngươi nhận được. Ngươi cứ thử từ chối xem. Từ ngày mai á, quán của ngươi sẽ chẳng có ma nào tới cho mà xem. Ông ơi, thế bớt tiền thì có được bớt chất vải không ạ? Ví như đang vải xịn sang vải thường nhỉ? Được, vải nào chẳng mặc được. Vậy nếu bớt thì bác thợ may có thể làm theo ý mình, để tiện và hợp lý cho bộ quần áo của Phú bà được không ạ? Được, thích làm gì thì làm, miễn trả lại cho ông 10 đồng là được. Thôi, nhỡ đâu ông lại cãi, bắt bác thợ may cắt theo ý mình thì sao? Tiền nào của nấy, 10 đồng chỉ cắt theo kiểu 10 đồng thôi ông ạ. Ờ hay, ông mà phải cãi à? Hắn ta thích cắt thế nào thì cắt, miễn là chỉ 10 đồng. Có cha con cháu làm chứng rồi đấy nhá, ông đừng chối. Đây là 10 đồng, số còn lại tôi sẽ dùng để may áo cho Phú bà. Có thế chứ, đưa ngay từ đầu. Có phải là ông đỡ phải nói nhiều không? Thế là mình có tiền rồi. Phải đến ngày quán hát gặp mấy em ả đào cho đỡ nhớ mới được. Thưa bà,
Con đã may xong áo của bà rồi đấy ạ. Màu sắc bắt mắt đấy. Để ta xem đường chỉ có chắc chắn không nào. Hả? Gì thế này? Người may áo kiểu gì thế này? Tại sao lại chỉ có một nửa thân trước? Thế này thì ta mặc kiểu gì? À, sao lại như vậy chứ? Việc này thì bà phải hỏi ông rồi ạ. Chính ông nói bác thợ may muốn may thế nào thì may mà. Cái gì? Ta đã tốn bao nhiêu tiền để may 30 bộ? Giờ cái nào cũng thế này, thử hỏi ta mặc thế nào hả? Dạ, cũng bởi phú ông tới đòi lại nửa tiền, nhất quyết đòi mặc cả. Nên với nửa số tiền đó, tôi cũng chỉ may được một nửa áo thôi ạ. Ông dám bớt tiền sau lưng tôi hả? Tôi... Tên kia, sao dám ăn nói trắng trợn đấy hả? Ta ăn chặn tiền của ngươi hồi nào chứ? Có cháu và cha làm chứng, ở ngoài cửa hàng còn có nhiều người nữa. Chính phú ông đã cắt xén 10 đồng của bác thợ may ạ. Nhưng cũng không có nghĩa là người may áo kiểu này. Nhưng chính ông cũng đã đồng ý tiền nào của nấy và nói bác thợ may thích cắt thế nào thì cắt mà. Ông dám. Ông ơi, người ở tiệm hát Ả Đào tới đòi tiền ông còn thiếu bữa trước. Họ nói 10 đồng không đủ. Người thì ra ông lén lút bớt xén tiền cắt quần áo của tôi để đem cho gái à? Lần này thì ông chết chắc rồi. Ơi, tha cho tôi, tha cho tôi, đau, đau quá. Này thì bớt xén tiền này, này thì cho gái này, này thì quá mặt tôi này, to gan này. Ơi, đau, cứu, nồi cứu ông với. Ai bảo ông ăn bớt tiền làm gì chứ? Đáng đời ông. Đây, mỗi người có 15 mũi tên. Chúng ta chia nhau ra. Tôi đi rừng phía nam. Rừng này rậm rạp, nguy hiểm lắm. Không cẩn thận là mất mạng như trời ấy. Còn ông đi rừng phía tây nhá. Được, thế chúng ta cùng đi nhá. Đến chiều hẹn gặp nhau ở chỗ này. Bắt đầu thôi. Ông ơi, sao ông lại nhường bạn đi rừng nhiều thú hơn? Ông săn bắn có tài giỏi gì đâu mà lại nhường như thế. Người tưởng bên đó nhiều à? Bên đó chẳng có con thú nào đâu. Ta đi bên này mới nhiều. Thế sao ông lại bảo ông hợi săn ở rừng Tây ạ? Ông sợ thua à? Thua là thua thế nào? Chẳng qua là ta muốn chắc thắng thôi. Ta chủ nhà phải được lợi thế chứ lị. Thỏ kia. Bắt đi ông ơi. Người cứ bình tĩnh. Con thỏ bé tí, ăn không bõ dính răng. Đợi gặp con lợn rừng to, ta bắn một nhát, thế mới bõ công chứ. Ông ơi, con nai to chưa kìa? Nai. Con nai bé tí như thế này mà người bảo to à? Ta đã bảo ta chỉ săn con to thôi. Con bé, để nó lớn thêm tí nữa. Nhưng mà con nai đó to mà ông. To cái con khỉ. Đầu nó bé tí như thế kia. Mắt người lác à? Mà thôi, người nói bé bé cái mồm chứ. Tập trung tìm con mồi cho ta đi. Dạ. Là sóc ông ơi. Con nào con ấy cứ béo múp cả ra. Chỗ kia cũng phải chục con chứ chả ít. Người nhỏ mồm thôi. Lũ sóc này chết với ta. Tối nay ta sẽ có món sóc xảo lăn hấp xả lá chanh. Người nhìn đây này. Con tưởng ông bắn thế nào mà ông lại bắn rụi vào cành thì làm sao mà trúng được. Nhà ngươi im cái mồm đi. Chẳng qua con sóc bé, ta không muốn bắn thôi. Đợi con nai to ta mới bắn. Đấy, làm gì có con thú nào đâu ạ. Lúc nãy còn có cả một cái sình lầy to tướng. Con nghi là bạn ông nói khoác đấy ông ạ. Ngươi bớt nói đi. Ta đã nhận lời thì dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức chứ. Ta dạy ngươi thế nào? Dạ, ông dạy phải kiên nhẫn và nói những gì nên nói ạ. Tốt, thế ngươi cứ làm theo đi. Thỏ, bắn đi ông ơi. Con thỏ này được đấy. Ngươi im lặng để ta tập trung. Hoan hồng, cuối cùng cũng được một con. Bây giờ ạ, nóng thế nhỉ?
mãi mà chẳng săn được con nào. Không biết bạn ta có săn được con nào không? Cái rừng đấy ít thú, con đoán là giờ vẫn trắng tay thôi ông ạ. Ồ, tên kia săn được con nai béo thế nhở? Hay là... Anh gì ơi, dừng lại ta bảo đã. Dạ, chào ông, có chuyện gì thế ạ? Chuyện là ta định làm cỗ nên đi săn nai mà chẳng thấy con nào cả. Ta thấy anh săn được con nai to quá, ta muốn mua lại, có được không? Mua à? Tôi cũng vừa mới săn được, đang định bán đây. Thế thì gặp đúng người rồi còn gì nữa. Ta trả anh hẳn 10 đồng, hơi chưa? Được được, thế thì tôi bán cho ông. Đây đây, cảm ơn anh nhá. Ôi, Phú ông đã về đấy à? Ông đợi tôi lâu chưa? À, cũng không lâu lắm, mới có nửa canh giờ thôi ấy mà. Ôi, ông săn được con nai to quá. Con nai này á, khéo phải mấy chục cân chứ tưởng à. Ôi dào, con này là con nhỏ đấy. Trước tôi còn săn được con to gấp đôi ấy chứ. À, thế ông săn được gì thế? Ai, đây, có mỗi thế này thôi, một con thỏ bé tí. Thôi thôi không sao, tôi đây này, con nai như thế kia mà tôi cũng phải bắn đến 8 lần mới được đấy. Thì chúng ta về thôi nhỉ. Thịt con nai này quả là ngon đấy ông ạ. Chuyện tôi săn mà lại. Ông ơi, ông, có chuyện con muốn thưa, gấp gấp ạ. Chuyện gì thế? Người cứ nói đi. Chuyện con nai ấy ạ. Anh chàng chiều nay bảo ông trả 10 đồng mà ông đưa có 8, nên giờ đang đến đòi tiền ngoài cửa ạ. Người nói vớ vẩn gì thế? Nai nào, mua nào, 10 đồng nào, người biến xuống nhà cho ta. Nhưng mà tự dừng tôi đau bụng quá. Ông cứ ngồi ăn tiếp, tôi đi giải quyết cái đã nhá. Ông cứ đi đi, tôi đợi được mà. Sao người dại thế hả? Cứ bô bô cái mồm ra. Người bảo bà đưa cho 2 đồng rồi mang trả cho nó, bảo nó biến nhanh lên. Vâng ạ. Chắc là con nai béo quá, tôi ăn nhiều nên đầy bụng ấy mà. Ông cứ ăn tiếp đi nhá, ăn thoải mái vào. Nào, để tôi kính ông một ly. Nghĩ đến hôm qua lại thấy sướng. Tay hợi bạn ta đúng là vẫn săn dở như xưa. Ông ơi, sáng nay trước khi đi, ông hợi có để lại bức thư này đầu giường ạ. Thư á? Thư gì thế nhỉ? À, chắc là mời ta sang thăm nhà đấy mà. Con cũng đoán thế đấy ạ. Ông tiếp đón ông ấy chu đáo như thế cơ mà. Cái gì thế này? Rừng Tây đi lắm trông gai, bạn thân nhường lại, mình nào dám chê. Bắn cung trượt những 8 lần, nhưng trong giỏ vẫn còn 10 mũi tên. Người tài săn giỏi lắm thay, săn được nai béo, cung không giọt nào. Con nai mua tận 10 đồng, tiền đưa còn thiếu 2 đồng, bạn ơi. Ơi giời ạ, xấu hổ quá đi mất. Giời ơi là giời. Ông ơi, hôm nay ông làm sao mà con thấy từ sáng đến giờ mặt ông cứ khó đăm đăm thế ạ? À? Nói ít thôi, ta đau hết cả đầu đây này. Ôi, ông bị ốm ạ? À? Chắc là mấy nay ông lên tỉnh uống rượu với cô Màu nhiều quá rồi. Kim mồm, ông lại vụt cho người cái giờ. Con đùa tí mà. Với lại hôm nay Phú Bà đi lên huyện từ sáng rồi ạ. À. Nghĩ lại nhục quá. Hôm nọ sang lão lý trưởng làng thừa cố nước, lão gạ ta chơi đố vui có thưởng, luẩn quẩn thế nào mà lại thua mất 1 đồng. Cay quá cay. Thế thì cay thật ạ. Lão lại hẹn hôm nay đến lấy 10 hào, lại còn nhắn thêm ở đây ăn cơm. Đã mất 1 đồng, giờ lại còn tốn cả bữa cơm. Bực. Cái này thì con công nhận,
gớm cái ông lý trưởng ấy, to như con voi, ăn thì nhiều mà còn tham ăn. Cỡ ông ấy cũng mà phải sơi hết hai con gà ấy. À, còn có cách này. Cách gì? Đầu đất nhà ngươi mà cũng nghĩ ra cách cơ đấy. Ông cho gọi thằng Hồng Xiêm sang đi, nó có nhiều mưu mẹo lắm, biết đâu á nó lại giúp được ông không mất tiền thì sao. Đúng, đúng rồi. Người mau đi gọi nó sang đây cho ta. Dạ vâng ạ. Này ông, mỗi lần ông sang nhà tôi là tôi tiếp đãi ông ít nhất cũng phải 4 món. Đằng này đây á, có mỗi con gà thì nhậu nhẹt cái gì. Ông cứ từ từ, làm gì mà sốt ruột thế. Hầu đâu, mang 3 món còn lại lên đây. Dạ thưa ông. Cái gì thế này? 4 món đây à? À đúng thế. Ông đếm đi, xem có đủ 4 món không nào. Phú ông này, con gà tôi tạm tính là 1 món. Nhưng mà cái nước luộc gà ấy, ai lại tính là thức ăn? Cái ông này, nước luộc gà ông có ăn không? Thì có. Đấy, món nào ông ăn được thì nó là thức ăn rồi còn gì. Nhà ông giàu thế, tiếp đãi bạn cũng phải có vài món thịt chứ. Thịt chó, thịt dê thiếu gì. Ê, ông báo sang gấp quá nên tôi chẳng chuẩn bị được gì. Mà cơm thế này ngon rồi còn gì. Ông xem nhé. Đây này, có lạc nhắm rượu này, có rau xanh ăn đỡ táo bón này, lại còn có cả con gà với bát nước luộc to đùng thế kia. Quả là đầy đủ rồi còn gì. Thế còn bát muối chấm đâu? Gà luộc mà không muối chấm thì ăn nó nhạt toẹt à? Nó ra cái gì? Tôi quên đấy. Thế là tôi tiếp ông 5 món đấy nhá. Ăn thôi, đói quá rồi. Ông cứ từ từ đã nào, làm gì mà vội thế. Ta cứ ăn rồi nói chuyện cũng được mà. Mà ông uống rượu kiểu gì, nhìn nó bỗ bã, thổ lỗ thế chứ lại. Nhìn đây này, ông cầm chén rượu đưa ngang mũi, cầm cái vạt áo lên rồi. Đấy, nó phải như thế mới ra dáng người có chức có quyền chứ lị. Ôi dào ôi, lắm chuyện. Thế tôi ăn nhá. Thì bình tõm. Lại cái gì nữa thế? Có con gà ở đây, hay là chúng ta thi làm thơ đi. Trong câu thơ, có chỗ nào của con gà thì ta được ăn chỗ đó. Thế mới là người hay chữ. Cái lão Phú ông đầu to óc bằng hạt thóc mà cũng ra vẻ thơ với thần. Hôm nọ còn thua mình chổng vó ra. Hay, tôi đồng ý luôn. Tôi nhường ông trước. Nghe nhá, trai thời trung hiếu làm đầu, tôi xin cái đầu. Ông nghe đây này, công cha nghĩa mẹ, hết mình vì con. Tôi còn chưa ăn. Ông không nghe kỹ à? Công cha nghĩa mẹ, hết mình vì con. Hết mình tức là hết cả mình con gà đấy. Hầu đâu, cất đĩa gà đi cho ông. Vâng ạ. Được rồi, ông chơi thơ đúng không? Thế thì tôi chơi câu đố. Ê giời, nhất trí. Bây giờ tôi ra câu đố, nếu ông trả lời được, tôi sẽ đưa cho ông 3 đồng, xóa nợ cho ông. Còn nếu ông thua, ông phải trả cho tôi 3 đồng, chấp cả thằng Hầu kia chơi cùng ông luôn. Được xóa nợ luôn cơ à? Nào ta cùng đặt tiền lên bàn. Lúc nãy là chó ngáp phải ruồi thôi, Phú ông dốt chữ, nổi tiếng ở cái làng này. Cả thằng Hầu kia nhìn mặt đã thấy ngốc nghếch rồi, đâu làm sao được ta. Ông nghe đây này, làm thế nào để con cua được 9 chân mà không bẻ đi chân nào của nó? Ôi giời ạ, câu này khó. Bí chưa, bí chưa. Đây nhá, một con cua có 8 cẳng, 4 càng, tổng cộng là 10 mấy càng nhỉ? Con cua có 8 cẳng 2 càng, tổng cộng là 10 chân thôi ạ. Ôi, thế không bẻ một càng đi thì làm sao còn 9 càng? Nào, hội ý xong chưa? Đúng, đúng rồi. Ông nghe tôi trả lời đây.
Luộc. Luộc à? Đúng, thì chỉ có luộc mới làm con cua chín càng được thôi. Ông xem có đúng không nào? Mình xin. Ông cứ nhớ cái mặt tôi đấy. Này, ông từ từ đã nào. Làm gì mà nóng thế? Kìa, về à. Ta trời lão quả này á, thì chỉ có sống để bụng, chết mang đi mà thôi. Hồng Xiêm, người khá lắm. Đây, ta thưởng cho người hai hào nhá. Ta cho thêm hẳn cái đùi gà về mà ăn. Lau dãi đi, chứ dãi chảy ướt hết cả áo rồi kìa. Dạ, ông quả là tinh tường ạ. Con cảm ơn ông.